Jennie, Blackpink lại vướng phải tin đồn hẹn hò. Cư dân mạng đăng tải bài đăng có tựa đề Jennie đã hẹn hò được một thời gian trên diễn đàn trực tuyến của Hàn Quốc. Ngay sau khi đăng tải, bài đăng này đã thu hút hơn 178.000 lượt xem. Trong bài viết, người này đã đính kèm một hình ảnh về tài khoản YouTube của Jennie và tài khoản Instagram của Jujeon nhằm chứng minh cho luận điểm của mình. Cụ thể, tác giả bài viết cho biết thành viên của The Boy đã sử dụng ca khúc Snow của Jennie trên một bài đăng Instagram vào ngày 23 tháng 12 năm 2023. Đến 24 tháng 12, Jennie đăng bản cover tương tự trên trang YouTube của mình. Theo tác giả, đây là lần đầu tiên Jujeon sử dụng một bài hát trên Instagram của mình và có thể là bằng chứng cho thấy nam thần tượng đang hẹn hò cùng Jennie. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân bài viết cũng chỉ ra rằng cả hai ngôi sao đều tham dự buổi hòa nhạc của Daniel Caesar ở Seoul, Hàn Quốc, đồng thời cho rằng cả hai đã có thêm một nhóm bạn mới với những người mẫu. Bằng chứng cuối cùng cho thấy họ hẹn hò chính là bài đăng trên Instagram của Jujeon. Buổi sinh nhật của anh ấy đã kết thúc sau buổi phát trực tuyến, tuy nhiên, Jujeon sau đó vẫn nhận được một chiếc bánh và tiếp tục ăn mừng vào nửa đêm. Sinh nhật của Jujeon là vào 15 tháng 1 và 16 tháng 1 là sinh nhật của Jennie, chủ nhân bài viết tiếp tục đưa ra bằng chứng cho tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, so với những tin hẹn hò trước đây với Kai, EXO, DI Dragon và V, BTS, khán giả Hàn Quốc dường như không bị thuyết phục trước tin đồn hẹn hò mới nhất của Jennie. Thậm chí, họ tỏ ra bối rối trước một thông tin không rõ nguồn gốc nhưng lại thu hút được quá nhiều sự chú ý trong ngày hôm nay. Một số người thẳng thắn khẳng định Jujeon không xứng tầm để có được tình yêu của thành viên nhóm nhạc Blackpink.